Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 10 với sức gió mạnh đã gây thiệt hại về hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hàng nghìn cột điện bị quật ngã đã gây nên tình trạng mất điện trên diện rộng. Hiện ngành điện của Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố. Tính đến thời điểm này, 1.112 trên 2.958 trạm biến áp đã đóng điện, 10 trên 13 trung tâm huyện, thị xã và thành phố của Hà Tĩnh đã được cấp điện trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn 3 địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đó là thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên vẫn chưa có điện. Với phương châm vượt nắng, thắng mưa, ngành điện lực Hà Tĩnh nói chung cũng như huyện Kỳ Anh nói riêng đang khẩn trương khắc phục sự cố để sớm đóng điện, giúp người dân ổn định sinh hoạt và sản xuất.